Rạng sáng ngày hôm nay các thầy chuẩn bị di chuyển gặp ngay một đoàn siêu xe cực căng, căng đét cả nhà ơi. Toàn một đại gia, siêu xe 15 chỗ, 15 chiếc nha bà con. Ông người đây hả ông? Cấp thành phố ạ. À dạ hả? À, chú có cái lá cờ đẹp lắm mọi người ạ. Xe ông nhìn quá uy tín. Nhìn uy tín á, nhìn quá chuẩn luôn. Đấy, mà là cái này. Sẵn con này không chịu phải cái bắt này. Chú cứ đậu đi chú, không sao đâu. Dàn siêu xe khủng tới rất đưa thầy cả nhà ơi. Đây thầy, đây thầy, đây thầy. Thầy phía sau này. Bà con các bác thấy đẹp không? À, các thầy đây, các thầy đây. Hình ảnh rõ nét nhất từ thầy, các thầy gửi tới tất cả mọi người nhé. Hình ảnh rõ nét đẹp nhất gửi tới tất cả mọi người. Wow, cả nhà chiêm ngưỡng nha. Cả nhà cứ thông thả mà chúng ta nhìn từng thầy. Thì thầy có áo hả thầy? Dạ. Mới có áo hả thầy? Dạ, vâng. Bữa nay thầy có áo cả nhà. Sư bên tệ của chúng ta đâu? Sư bên tệ. Mọi người sẽ chịu vô thông nơi kia. Vâng. Đồng. Quá tuyệt vời cả nhà ơi, quá đông rồi. Chứ lúc nào mà đông như lúc này cả nhà. Quá căng rồi, bây giờ bà con cô bác. Có người anh, có anh áo xanh kia là anh đi 700 cây số. Xin lỗi mọi người, 70 cây số rồi. Đó, anh đi 70 cây số mà anh vẫn chưa hết mệt cả nhà. Quá trời, quá đất rồi cả nhà ơi. Quá đẹp rồi. Không có từ nào đẹp hơn nữa. Sư đang đi dép cả nhà ơi, đi hết nổi rồi cả nhà ơi. À, thì sư đứng đây không biết làm gì đây cả nhà, nhưng mà đuối thì sao á, như đang chờ các sư kia lên hay sao á. Phía xa xa kia có các sư nữa kìa. Đây là các sư đi rất là chậm nha mọi người, đi hết nổi rồi. Nhưng mà sau này sư thấy cái ống quay như sư quay lại là sao không biết. Sư thấy ống quay cái sư thử quay lại là không hiểu sao. Khó hiểu ta. Ngay lúc này chỗ thầy Thích Minh Tuệ có trường hợp này xe nhiều như là mất thắng hay sao. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Đang ra lui rồi. Cô lên nổi đèo. Xong chỗ thầy bị ủa đi lái kiểu gì mà sao lại xúc xuống đây rồi, không biết lái kiểu gì mà xong rồi không biết sao mà thầy thằng khổ thân bà cô luôn biết đâu. Ôi bà đâu? Bà chủ đâu? Rồi, cảm ơn nha. Quay đi quay vô chứ đừng quay vô, quay mồm đâu. Người đi đi mà quay.
chạy được nhiều chứ còn thầy thì đi mặc đoàn. Đang làm gì nói ta? Người ta biết là bây giờ sư và thầy đang ở đâu. Ủa đang cho nói vậy? Ngay lúc này thầy sẽ dựng gạp ở đây nha mọi người. Và đi vào bằng cái lối này nha. Rạp tới rồi, rạp tới rồi. Bọn mình chơi lớn luôn, nguyên một xe rạp đi theo đoàn. Bà con Quảng Bình quá đầu tư rồi mọi người. Rồi gặp anh này, cứ mấy ông máy quay là anh sẽ xối nước lên đầu nha. Lan tỏa thôi chứ còn lan tỏa hả? Vì đào là nhỏ đi là đào là chúng ta ba đi là nhiều các người là người chân mắt mắt thịt làm phàm tục. Người ta tu là tu cái tâm, tu là tham sân si ít bỏ thân hận, tu là để mà không ngoài mục đích giác ngộ giải thoát, đúng không? Dạ. Là nương theo những cái thiên mặt nhà như các cái kỹ tư của là Phật. Khi mà nhập địa bàn là thầy chùa đó, rồi cả vũ trụ tôi đã nhỏ nhất từ bên trong ra bên ngoài chốn địa ngục cũng chưa ngập gì nhá. Thì là Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ cho với các chư thiên như Phật Bồ Tát là cho cái phương tiện như thiên mặt nhà nương theo đó, nương theo như thế nào, nương theo là giữa chủ đề nhá, từ chủ đề bát chân đạo nghe kinh niệm Phật tinh thần tu tập đến khi là gột chuỗi cái bước chân đó là vô ngã đến giác ngộ nhất bản quay về thế nhà, là khi đã qua được phương bên kia rồi là vứt bỏ khi đó là họ thành như vậy. Là anh nói là đạo nhân quả là cũng được anh hả? Không, đạo nhân quả là không, đạo nhân quả là anh đạo nhân quả là không có, vì là nếu là cái đạo á là liên quan đến nhiều cõi trong lúc đạo nhá, cõi tiên thánh phật kể cả cõi đại nguyện địa tam phước của ta đến cõi. Anh có biết gì về đạo nhân quả không anh? Không, đạo nhân quả là không có, nhưng mà chỉ có là hỗ trợ, vì là ở đây là nhân quả là anh nói cho em là nhân quả là đi là ở đấy là bị duyệt bị phúc con người ta là có một cái thừa ruộng thấy nhá, là gieo những hạt giống tốt cho Phật hay gieo những gì việc ác hay gieo những cái việc phúc, thì khi mà phúc được có nhiều kiếp giống mang lên đây mình mà đã tiêu tần rồi là khi đó là nghiệp phải tiêu nó dần, mà khi mà lâm chung cần từng nghiệp thì là linh hồn đã thức người đó là ứng vào những nghiệp giáo đó là đi đông thai lớn hồi chuyển kiếp càng không một đủ thích nghiệp không nghỉ muôn loạn muôn loạn, nhưng cái điểm đó cái điểm đấy là nhân quả, là cái đó là có chỉ có hỗ trợ thôi chứ không có đạo nhân quả. Đó không, đó là lời của Phật giảng là có, là nó chỉ chất lan tỏa về các là đủ người cha mẹ dạy con, là thầy cô dạy học trò, bạn bè là kiếm cho tốt, đó là tốt, đau nó tốt. Chứ còn nếu người mà sáng lập ra là quá đông rồi. Vì đạo là liên quan nhiều cõi nhá, rồi là đạo giải thoát, thực ra là đạo giải thoát, giác ngộ giải thoát. Còn là túng là túng cái gì? Tâm chân phù hành đại trạng, túng cái tâm, tâm tâm khỏi, tâm không khi không tướng. Khi nhập điện nhá, tâm chạy. Ở ngồi đây có thể là gặp được. Có khi nhập điện nhá là những người chú cao là tâm có thể vào cái chỗ Sài Gòn, cái chỗ ông nếu mà bắt cái điện đó, tâm chạy. Cái lập tâm khẩu ý, tâm khẩu ý là dẫn đâu của các pháp nhá. Họ dùng các pháp để họ tu tâm. Để rồi là để quay về quê nhà thì chưa đấy. Thì là mục đích là giải thoát, ở đây là giải thoát và chỗ luân hồi sinh tử là chỗ tám đô là như cái chỗ là địa ngục cũng kinh ngạc vì thầm khổ như nhiều năm đã hạn được như vậy. Thì cái cây đây là đào, là đào giải thoát, giải thoát là không biết buổi nào quay lại là nó thân người gột dùa nó đi xuống dùa đi trong cái này nghiệp lực là những cái mình cái gieo tạo trong đời này đó. Nhưng mà cái này là liên quan đến một cái niệm cuối cùng đó, vậy là trợ niệm khi lâm chúng rồi khi cần thực hiện thì một cái đầu rất quan trọng người trợ niệm này. Gọi là những cái niệm á, niệm của những người là khi nào thân thức cái đấy, người ấy mà sắp hôn sắp đi vào trả là cái niệm cuối cùng là nó bị vướng như là còn lâu thái. Cho em hỏi anh câu đã hỏi thầy Minh Tuệ thì với cái xã hội hiện tại bây giờ đó, thì cái cách tu của thầy Minh Tuệ thì theo anh cái quan điểm của anh thế nào? Cái xã hội hiện tại bây giờ không là cái đó là
xã hội là như bên Phật Pháp là ba tăng là nhiều, bây giờ điểm đầu của là Hà Ngương mặt Pháp. Yeah. Điểm đầu chúng chưa phải Hà Ngương, Hà Ngương là chính Phật, tất cả kỳ tư nó biến mất, áo cà sa là hóa màu trắng. Yeah. Người thọ là có 10 tuổi đó, 10 tuổi là thọ duyên nhất. Đó là người chết yếu, là người thấp lại, người bị thủ là bị không có phát triển. Yeah. Nhưng mà thời gian là mặt Pháp ấy là chưa phải lắm. Nhưng mà điểm đầu, má trắng nó nhiều, cả thầy chùa chứ má trắng nó cứ ra nhiều. Má trắng rồi là má quỷ cũng nhiều. Thân cả Pháp ấy là vậy. Thì như là nói như vậy là chú như thầy Hạnh Chúng Đa là nó có bốn quả đấy. Có bốn quả. Nhưng mà Đức Phật là chỉ ra rằng là chú A-la-hán đấy. Chú A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán là A-la-hán là sớ quả đó. Còn A-la-hán là gì vậy? Nhưng mà mong là thầy giải đạt á là hạn, á là hạn này chứ chúng ta vì Đức Phật đã nói là biết rằng nói nếu như trong cái thời Đức Phật đang tại thế mà có một vị á là hạn thì Phật Thích Ca Mâu Ni là quay lại cái thế có một thì á là hạn nhé. Vì chính vì cái xã hội hiện đại có nhiều ma vương và ma Phật, những cái thời mặt Pháp là ma vương ma Phật là ở đấy là thành từ trong cái tham sân si, sân hận thì như là những các chủ trì á là cũng đáng là tiền bạc sân si là, thì là những cái là nó ứng nó như cái tham, tham đó sẵn là cũng với là gọi ngà quỷ ngà, là tiểu sân là điêu ma vương, tiểu si là xúc xích, thì nói chung là mình sát sinh đồ tể thì là còn thích và mình tham nhiều quá thì là cái còi cái cửa còi từ nó mở ra là cái tâm mình nguyện mình làm những hành động ngay là cái cửa còi ấy ma quỷ đi theo, giống như thầy tu mà đi xe hơi này ăn sang mặc sướng này thiệt chẳng là bây giờ bạn thì đó ra là cái cảnh giới ma quỷ từ nó tới nó chia phân đó. Nãy anh nói cái hai cái gì thì đó có thể lặp lại gì hay vào sáng hả? 12 vị tướng, 12 vị đại tướng chấp xóa, phân tướng là hầu tổng chấp kinh chấp sư, lại gặp nhau kinh chấp sư nhá, trong 12 lời người trọng lớn kinh chấp sư, lưu đi qua một tiền giang, đang trụ ngụ tại chúng ta ba già tam gọi diêm phú đê đấy nhá, đang trụ ngụ ở đây, là chưa biết họ là như thế nào, đi ngoài đường là không thấy họ đâu. Những người là tú cáo có căng thấy có nhiều đưa nhiều kiếp lên có, còn Phật là phải có là 32 tướng với 72 là vẻ đẹp tuy nhiên con người có căn duyên, có căn duyên không dài lâu rồi. Dạ, vậy là thầy Minh Tuệ khi mà tu khổ hạnh với cái xã hội hiện đại thì sẽ được tâm dân đúng không, tâm của lòng dân, cái là lòng dân là hướng rất là nhiều là do là tu khổ hạnh với cái xã hội hiện đại là có nhiều ma tăng ha, ma quỷ ăn lỗi lắm chứ. Dạ. Đi ma tăng nó phá đi. Dạ. Cái này là như là Kim Minh Tuệ. Dạ. Vậy là tăng đoàn. Dạ. Nếu như mà cái sức lan tỏa là ở đấy là khỏi chúng ta ba đi là có gọi là có Hà Ngương hay không, có Tẩy Trần Tuyệt Đối hay không. Dạ. Là do tâm người. Dạ. Tâm người làm chuyện ác phải làm, tâm người nó thiệt toán này quán nghiệp hoặc là đó là bị quán hoặc là bị hãm hại là bị vô hiệu là do cái tâm người là bị ô uế nó để lại trong cái lượng có người là mất nhà mất cửa nhá, là cái hoàn thành nhưng có người thì chết đó vì những cái lực đó là cái khí ta đó nó tổng ngược trong cái thứ thì nếu như mà một sự minh bạch có mặt một thứ kệ là một tỷ gái, tỷ gái là chọc từ mắt từ mũi còn ma quỷ mà ta, ma quỷ ba băng mà ở đây là chúa chủ trì, là cái chủ trì chùa chẳng hạn, đúng không? Mà Quỳnh có thấy đây là cái sự thử thách rất lớn của sư Minh Tuệ hiện tại không? Thì cái đấy là do dân, là vậy như sư Minh Tuệ đi qua đây không ai là bỏ tiếp, không ai làm lên trình dự, không ai là người ta cần tâm gì họ mới làm được. Thì tất cả những sức mạnh đó là không hình dung được, mình không thể được. Yeah. Nhưng mà vô dung là nó tác động qua tâm của mình. Chư thiên chư Phật Bồ Tát là nói thế có rất là có hòa hợp. Thì giả dụ như sư Minh Tuệ đi, sư Minh Tuệ đi là có chư thiên chư Phật, chư thiên chư Phật Bồ Tát, trời rộng, là người ta là
cõi cao nguồn năng lượng của các hồ tổng ngâm đúng không? Một cái sự kiện như thế này thì anh nói về chắc chắn là có sự hồ tổng vì là người đang làm trời đang nhìn đến đâu ba thước có thần linh nhá. Anh nói người làm trời nhìn mình làm việc xấu mình tưởng là mình lấy chụp lót đấy rồi đấy là một cõi trong nhiều cõi ba ba trong trời quỷ quỷ thần nhiều là mình cứ tưởng là chủ nó rơi không chủ được. Nếu từ lòng lòng. Cậu Quân đi hôm nay là ngày thứ mấy à? Đi vào trong cái trong phải quán chuyển nhá. Đi học cái gì? Bắt pháp tìm cái gì điều cái điều cái gì là bỏ chế chứ phân công tác kiếm phụ phạt. Nhưng mà Huân Huân học đi học hả? Học sao thật? Ở nhà dùng tú à. Anh học rồi, anh học. Rồi đi chơi. Mấy năm rồi ạ? Điều vô để bà tên đào. Tất cả trong cái phải trong phải của quán chuyển nhá. Dạ. Anh đi đây. Bây giờ mình về quang tuyến này con Tấn. Quang tuyến. À dạ rồi. Nó gọi nó gọi phải quang tuyến. Và anh mở ra. Em cứ thích là anh hỏi là anh đúng không? Em gọi em gọi em thích học cái gì anh ơi để một tìm hiểu nhé. Bây giờ để em sợ được rồi cái avatar là mặt anh đúng không? Đây rồi ok rồi gọi thấy mấy quan điểm gọi đi gọi đi em thích tìm hiểu cái gì Phật pháp một năm trong này cả rồi em nhớ gọi đi em gọi Phật pháp trong đây nhá. Cảm ơn đúng luôn. Cái online